nhà có một kết cấu tốt, một kết cấu chắc chắn và cân bằng thì tòa nhà đó sẽ rất là bền vững. Còn nếu một cái tòa nhà với một kết cấu yếu ớt, đúng không, thì tòa nhà đó sẽ sao các anh chị? Sẽ không có bền, sẽ xuống cấp rất là nhanh, thậm chí là có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Có phải không các anh chị? Nếu chúng ta muốn ở trong một ngôi nhà, chúng ta cũng sẽ muốn ở trong một ngôi nhà có một kết cấu vững chắc. Chứ chắc rằng chúng ta không có muốn ở trong một cái ngôi nhà mà không biết là nó sập vào lúc nào. Có phải không các anh chị? Đấy. Vậy thì thực ra khi chúng ta nhìn một ngôi nhà bằng cái ngoại quan của mình, bằng cái đôi mắt của mình, chúng ta nhìn một cái tòa nhà sơn rất là đẹp, kiểu dáng cũng rất là đẹp, đó chỉ mới là một cái sự đánh giá bên ngoài mà thôi. Còn chúng ta sẽ chưa biết được trong cái ngôi nhà đó gạch cát xi măng sắt thép kết cấu bên trong nó có ổn hay không, đúng không các anh chị? Mà một ngôi nhà có biết nó ổn hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái kết cấu của nó, cái cấu trúc bên trong của nó, cái chất lượng của những cái thành phần tạo nên ngôi nhà đó. Các chị có đồng ý với em không ạ? Có phải không các anh chị? Vậy thì cơ thể chúng ta cũng thế. Chúng ta có thể hiểu một cách rất là đơn giản, cơ thể chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhìn ở bên ngoài có thể nhìn thấy da sáng, dáng cũng tương đối xinh, nhưng chúng ta khó có thể biết được cái cấu trúc bên trong nó như thế nào, đúng không các anh chị? Một người chúng ta có thể nhìn ở bên ngoài, chúng ta đánh giá ngoại quan là người này mập, người này gầy, người này thì mỡ bụng nhiều, người này thì da sáng dáng xinh ABC. Nhưng đó chỉ là một góc nhìn ngoại quan bên ngoài. Kể cả là leo lên cái cân, cân biết là mình 1m55, cân nặng là 60kg, cũng chỉ biết đến thế thôi. Nói là người này mập, nhưng thực ra bên trong cái cơ thể của họ, cái cấu trúc cơ bản của cơ thể của họ như thế nào thì gần như chúng ta không có được cái số liệu. Chúng ta sẽ không có cái cơ sở, không có cơ sở. Và lúc đó giống như là mình bịt mắt, đúng không các anh chị? Mình bịt mắt mà đi tìm đường, giống như là thầy bói xem voi, đúng không các anh chị? Đấy. Đương nhiên chúng ta có thể giúp cho họ điều chỉnh được về tổng thể, nhưng để tốt hơn thì cấu trúc cơ thể đóng vai trò rất quan trọng. Nhà các anh chị, và một trong những cái điều rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe chủ động, một cái triết lý mà có thể nói là cực kỳ giá trị, đó là sự cân bằng. Và vốn dĩ trong cuộc sống của chúng ta thì những cái gì mà muốn tồn tại vững bền thì nó đều trên cái nguyên lý là sự cân bằng. Đúng các anh chị, phải cân bằng. Cái gì không cân bằng thì nó có thể sao các anh chị? Nó có thể đổ vỡ vào bất kỳ lúc nào. Và đối với cơ thể của chúng ta cũng thế. Một cái cấu trúc tòa nhà nếu không cân bằng, đúng các anh chị, thì nguy cơ đổ vỡ rất là lớn. Nha các anh chị. Đấy. Và nếu cơ thể chúng ta tương tự như thế, các thành phần cấu trúc cơ thể chúng ta nó không có hợp lý, nó chưa đạt được sự hợp lý, nó chưa đạt được sự cân bằng, thì nguy cơ đổ vỡ cũng sẽ rất là lớn. Nha các anh chị. Đấy. Vậy thì các anh chị chúng ta có thể hình dung mọi sự mất cân bằng đều có thể dẫn đến nguy cơ đổ vỡ trong hoặc kép, được không các anh chị? Một tòa nhà mất cân bằng thì nguy cơ tòa nhà đó đổ vỡ cũng rất là cao, đúng không? Một cơ thể mất cân bằng thì đừng nói là tôi mập mà tôi khỏe, cũng đừng có tự hào tôi ốm mà tôi khỏe. Dạ không, đừng có chủ quan như thế các anh chị ạ. Mọi sự mất cân bằng đều có thể dẫn đến nguy cơ đổ vỡ nha các anh chị. Câu chuyện chỉ là thời gian thôi, cho nên đừng có tự hào là tôi mập nhưng tôi không có bị cái vấn đề gì hết. Đấy. Cứ mất cân bằng thì chúng ta muốn khỏe, muốn tốt thì chúng ta cần phải quay lại sự cân bằng. Đó là một trong những cái lý do rất quan trọng vì sao chúng ta cần phải xác định được, cần phải nắm được, cần phải biết được cấu trúc cơ thể của mình nó có hợp lý hay chưa. Được chưa các anh chị? Đấy. Thì đây ạ. Vậy thì chúng ta có cái công cụ, chúng ta có cái thiết bị để hỗ trợ cho chúng ta rất là tuyệt vời. May mắn của chúng ta là sống ở thời mà khoa học công nghệ rất là phát triển, và chúng ta được thừa hưởng những cái giá trị từ cái sự phát triển của khoa học công nghệ, cho nên cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, trở nên tuyệt vời hơn, đúng không các anh chị? Vậy thì một câu hỏi nữa chúng ta cần đặt ra là ai nên đánh giá cấu trúc cơ thể? Ai nên đánh giá cấu trúc cơ thể? Vậy thì ai cũng nên đánh giá cấu trúc cơ thể, nhà các anh chị, bất luận người đó là ai. Và nếu các anh chị đang sử dụng thiết bị phân tích cơ thể mà chúng ta hay gọi là máy quét sinh học ấy, của hãng Tanita, thì theo công bố của hãng thì thiết bị này có thể phân tích cơ thể được cho người từ 5 tuổi cho đến 99 tuổi, người từ 5 tuổi cho đến dưới 18 tuổi,
thì cấu trúc cơ thể sẽ dừng lại ở mức độ là kiểm tra được cân nặng và tỷ lệ mỡ của cơ thể từ 18 tuổi cho đến 99 tuổi. Còn nếu ai mà 100 mấy tuổi thì tạm thời chúng ta sẽ xem thử cái thiết bị nào nó hỗ trợ, đúng không? Đấy. À, còn tới 99 tuổi thì ok, đúng không? Là chúng ta có thể kiểm tra được nhiều các chỉ số cấu trúc. Đương nhiên ở cái Tanita họ sẽ có rất nhiều những cái dòng máy khác nhau. Có những dòng máy từ một vài triệu, 2 triệu, 3 triệu cho đến những vòng dòng máy lên đến 110, 120 triệu một cái máy, đúng không? Và đương nhiên chúng ta là những nhà vận hành nhóm dinh dưỡng, chúng ta sử dụng cái thiết bị để hỗ trợ chứ không phải là tất cả của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần sử dụng những cái dòng máy nó đánh giá được những cấu trúc cơ thể thiết yếu thôi là được. Như thế cộng với những cái năng lực của chúng ta thì chúng ta sẽ làm rất tốt, các anh chị. Đấy. Và đây là một trong những căn cứ cực kỳ hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động, đúng không cả nhà? Vậy cho nên ở nhà mình ở nhóm dinh dưỡng của mình các anh chị, chúng ta đang có cái thiết bị máy quét sinh học mà chúng ta đang sử dụng máy của Tanita, đúng không ạ? Mẫu BC541, đúng không ạ? Đấy, thì nó có mấy cái model BC541 mẫu nhôm. Có anh chị thì dùng BC541 mẫu kính, có anh chị thì dùng BC541N làm một cái mẫu máy nhựa, đúng không các anh chị? Nhập khẩu 100% nguyên máy về từ Nhật Bản. Đấy. Thì chúng ta trong cộng đồng thì chúng ta sẽ thống nhất chúng ta sử dụng một cái mẫu máy giống nhau. Đương nhiên các cái máy về phân tích cơ thể nó có rất nhiều hãng chứ không phải chỉ của một hãng. Nhưng mà chúng ta để tạo cái sự đồng nhất trên toàn bộ cộng đồng thì chúng ta thống nhất là chúng ta sẽ sử dụng một cái máy, mẫu máy giống nhau. Đúng các anh chị, một mẫu máy giống nhau. Thì lúc đầu chúng ta sử dụng cái máy BC541 cái mẫu nhôm ấy. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì cái mẫu này đó hãng họ cũng không có sản xuất tiếp. Cho nên là bắt đầu chúng ta cũng có một số những cái sự chuyển đổi, đúng các anh chị, sử dụng một số những mẫu máy khác, nhưng cơ bản cũng là kiểm tra được chính cái chỉ số. Để cho các anh chị, và đây là một cái hình ảnh minh họa để chúng ta nhìn thấy được đó là gì ạ? Nếu chúng ta phân tích được cấu trúc cơ thể thì sẽ hỗ trợ rất là tích cực cho chúng ta trong việc chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe chủ động một cách có mục tiêu, đúng không các anh chị? Một cách có mục tiêu. Ok rồi, vậy thì đây là một vài cái cộng thêm các chị hình dung, đúng không ạ? Hồi nãy em nói rồi, nhìn cái bên ngoài thôi thì rất khó chúng ta có thể đánh giá được cái cấu trúc bên trong, bởi vì có rất nhiều người nhìn bên ngoài thì rất là gầy nhưng thực ra bên trong thì lại rất là nhiều mỡ, nó gọi là gầy bên ngoài nhưng lại mập bên trong, đúng không các anh chị? Và đôi khi bằng cái đánh giá ngoại quan thì có thể sẽ làm cho người ta cảm thấy rất là chủ quan, đó là chủ quan. Và với cái thiết bị máy quét sinh học nó sẽ là một cái công cụ để hỗ trợ chúng ta rất là tốt trong quá trình để chúng ta giúp cho các hội viên khách hàng của chúng ta họ có thể hiểu hơn về cơ thể của họ và họ cũng có thêm cái lý do đủ mạnh mẽ để thay đổi hơn là chúng ta sẽ nói một cách chung chung, đúng không các anh chị? Sau phần chia sẻ của em sẽ đến một phần rất là đặc biệt, hai phần rất là đặc biệt. Thì các anh chị chúng ta sẽ cùng theo dõi hai phần chia sẻ từ những các anh chị thành viên rất là xuất sắc. Và một cái điều nữa, vậy thì cấu trúc cơ thể của chúng ta có thể hiểu một cách rất đơn giản và cơ bản, cơ thể chúng ta được cấu tạo nên từ nhiều thành phần khác nhau nhưng về cơ bản nó có bốn thành phần chính, đó là cơ, xương, nước và mỡ. Được chưa các anh chị? Đấy, cơ, xương, nước và mỡ. Đấy. Và đây ạ, cái này thì cũng lại tái lặp lại cái thông điệp, đúng các anh chị? Cân nặng thì không phản ánh được cái cấu trúc bên trong, nó chỉ là một cái đánh giá cơ bản thôi. Và sự mất cân bằng cấu trúc cơ thể thì có thể ở đây này, cái thông điệp thứ hai nó rất là quan trọng các anh chị. Sự mất cân bằng trong cấu trúc cơ thể sẽ dẫn đến mất cân bằng về thể hình vóc dáng và thậm chí dẫn đến sự mất cân bằng về sức khỏe, các anh chị ạ. Trước khi dẫn đến sự mất cân bằng về sức khỏe, nó sẽ diễn ra sự mất cân bằng về cấu trúc cơ thể trước, thông thường là như thế nha các anh chị. Cho nên nếu chúng ta có thể kiểm soát được cấu trúc cơ thể một cách chủ động thì đó cũng là một cách chủ động để chúng ta kiểm soát cái vóc dáng thể hình cũng như là cái sức khỏe của chúng ta nha các anh chị. Rồi, đây ạ. Và có một câu rất là quan trọng mà em nghĩ rằng tất cả các anh chị nhà vận hành nhóm dưỡng chúng ta hãy nằm lòng. Đây là một chia sẻ từ những nhà khoa học hàng đầu của tập đoàn. Đấy. Đó là gì ạ? Cấu trúc cơ thể quan trọng hơn trọng lượng cơ thể. Nha các anh chị, cấu trúc cơ thể thì quan trọng hơn là trọng lượng cơ thể. Và cấu trúc cơ thể đó chính là các thành phần cơ bản tạo nên cơ thể chúng ta, cơ xương nước mỡ. Rồi,
Vậy thì câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra đó là gì? Vậy thì làm sao để tôi có thể hiểu được cái cấu trúc cơ thể của mình? Thì em trả lời rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái thiết bị hỗ trợ. Đó chính là cái thiết bị phân tích cơ thể mà chúng ta đang thống nhất với nhau là sử dụng cái mẫu của Tanita. Và đây cũng là một cái chia sẻ thêm cá nhân của em thôi, từ góc độ cá nhân. Nếu các anh chị thấy hợp lý, các anh chị có thể áp dụng. Còn các anh chị không hợp lý thì các anh chị cũng bỏ qua, đúng không? Đó là chúng ta hiểu được cái công cụ này nó giá trị như thế nào, nó ý nghĩa như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào. Cho nên cách chúng ta sẽ đối xử với cái công cụ này nó cũng chính là cách mà để cho các hội viên khách hàng của chúng ta cảm thấy trân trọng những cái chỉ số mà họ được kiểm tra. Vậy cho nên trong nhóm dinh dưỡng, nếu được thì các anh chị đừng có để cái máy quét này một cách nó rất là sao ta, tôi có nghĩa là bỏ lăn bỏ lóc á các anh chị. Và theo em, nếu được thì cái thiết bị này nên có một cái bục, một cái kệ, đặt nó lên một cách trang trọng, giống như mình có một cái chậu hoa. Em thấy có nhiều nhóm dưỡng để hoa, để cây nữa, đúng không? Nhiều các anh chị trang trí, các anh chị có gu thẩm mỹ tốt, các anh chị thường sẽ có. Hoặc là các anh chị có một cái đồ gì đó đẹp thì thường các anh chị đâu có để bệt nó ở dưới đất, đúng không? Các anh chị có một cái đồ gì đẹp là mình phải có một cái kệ rất là đẹp để mình trưng bày nó lên, đúng không? Một bức tranh đẹp thì đâu phải đem lấy băng keo hai mặt dán lên tường đâu. Các anh chị sẽ đóng khung, thậm chí khung nó rất là đẹp. Rồi cái đồ trưng bày cũng vậy. Trong khi chúng ta có một cái công cụ rất là tuyệt vời thì chúng ta lại bỏ nó nằm bẹp ở dưới đất. Và rất nhiều người vô họ chỉ cái này, họ nói cái này là cái cân, họ nói cái này cái cân. Thậm chí nhiều người họ vào á, họ nghĩ nó là cái cân, đúng không? Họ nghĩ nó là cái cân, cho nên sao các anh chị, họ thậm chí mang cả cái giày đứng lên để cân thì có bao nhiêu ký. Và chúng ta cũng không trách những hội viên, những khách hàng người mới họ chưa biết, mà do cách chúng ta đối xử với nó như thế nào. Giống như vào một ngôi nhà sạch, rất là sạch, thì cho dù là ai thì người ta cũng sẽ để ý cái việc bỏ dép ra ngoài và đi chứ không vào. Nhưng nếu vào một cái ngôi nhà mà lượm thộm á, thì cho dù mình đi chứ không thì rất nhiều người họ rất là vô tư, họ mang giày mang dép vào. Theo em là thế, đúng không? Nếu được chúng ta hãy dành một sự trân trọng thật là tốt cho cái thiết bị tuyệt vời này. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái thiết bị này, bây giờ nếu các anh chị nào đang có trong tay mình cái phiếu khảo sát về cấu trúc cơ thể, cái phiếu đo á, các anh chị có thể lấy ra, đúng không? Các anh chị có thể lấy ra, nếu các anh chị có, các anh chị lấy ra đi để chúng ta theo dõi từng cái phần trong cái nội dung ngày hôm nay của chúng ta, được chưa cả nhà? Ok ạ. Rồi, và đây là một cái ví dụ nha các anh chị, đây là một cái ví dụ về một cái bảng kiểm tra chỉ số của chị Tấm Thị Quyên, đúng không ạ? Đây là một cái ví dụ thôi các anh chị ha. Đương nhiên chỉ số trên này cũng là một chỉ số đại diện chứ không phải là chỉ số thật. Rồi, chúng ta có cái chỉ số này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc cơ thể nó như thế nào, ý nghĩa của từng con số nó ra làm sao. Nhà mình sẵn sàng chưa? Ai sẵn sàng rồi có thể comment tôi được không ạ? Ai mình đã sẵn sàng rồi comment tôi được không ạ? Yeah. Ok, tuyệt vời, cảm ơn cả nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu nha các anh chị. Rồi, đầu tiên, khoan, cái này như nó qua mất một đoạn rồi. Đầu tiên á là các anh chị được đo quét các chỉ số, thì cái này các cái phần sau các anh chị sẽ được hướng dẫn kỹ, nhưng sẵn tiện thì em chia sẻ thêm nha các anh chị. Thứ nhất là trên cái bảng phiếu đo của các anh chị, tốt nhất là những cái thông tin trên này các anh chị hãy viết chữ in hoa hết, đúng không ạ? Ví dụ như đây là trường hợp chúng ta viết chữ không phải là chữ in hoa, đúng không ạ? Thì cách tốt nhất khi các anh chị viết các cái thông tin trên này, chúng ta hãy viết tất cả là chữ in hoa. Thứ nhất, lý do chúng ta viết chữ in hoa là vì chúng ta thể hiện sự tôn trọng, trân trọng, nâng niu từng cái con số, từng cái chỉ số, những cái thông số của cơ thể một người chúng ta rất là nâng niu. Thứ hai là có nhiều người chữ của chúng ta không được đẹp, giống như em là em không có viết chữ mà em vẽ chữ, cho nên là vẽ nó có tính ạc, có tính nghệ thuật rất cao, cho nên nhiều chữ em vẽ người ta đọc không có ra. Vậy cho nên cách đơn giản nhất đó là viết chữ in hoa thì ai cũng có thể đọc được. Cho nên ví dụ ở đây tên là Tống Thị Quyên, các anh chị vui lòng hãy viết Tống Thị Quyên chữ in hoa, đừng viết chữ in thường, được không các anh chị? Đấy. Rồi các thông tin, và khi chúng ta đo quét chỉ số thì chúng ta viết các thông số, các chữ số một cách thật là rõ ràng, được không các anh chị?
các anh chị. Dạ. Rồi. Thì các anh chị sẽ viết các cái chỉ số rất là rõ ràng, đúng không các anh chị? Rồi ở đây nó cái phiếu đo chúng ta sẽ có hai phần, phần trên và phần dưới, đúng không ạ? Đã viết chỉ số phần trăm mở ở trên thì viết ở dưới, viết ở trên viết ở dưới, các thông tin chúng ta viết nó đầy đủ, đúng không các anh chị? Và chúng ta cần phải tập, chúng ta phải thực sự tập. À, nhiều các anh chị viết có cái dòng trên không à? Đấy, viết dòng trên xong rồi tới chừng bao nhiêu là ở dòng dưới mình viết sau thì chúng ta tập, chúng ta sẽ viết đồng thời. Đó là một cái chia sẻ thêm với các anh chị thôi. Rồi trên cái phiếu đo chúng ta sẽ có các chỉ số về độ tuổi, chiều cao, đúng không các anh chị? Và đây là một cái lưu ý nữa của chia sẻ thêm với các anh chị, những thông số này các anh chị cần phải cực kỳ cẩn thận và phải nói một cái từ như thế này này, tuyệt đối phải chính xác. Có rất nhiều người đo chiều cao cho hội viên khách hàng một cách rất là cẩu thả, xin lỗi các anh chị dùng từ khó nghe, nhưng mà các anh chị đầu tiên nếu chúng ta làm nhóm dưỡng, các anh chị phải đảm bảo rằng cái thước đo của các anh chị đã được kiểm tra lại, chứ không phải mình đi mua hoặc là mình có một cái quà tặng là một cái thước đo mình về mình cứ dán lên thôi là được nha các anh chị. Chúng ta phải dùng cái thước dây hoặc là cái thước, chúng ta phải kiểm tra lại xem các cái mức đo ở trên đó nó chính xác hay chưa. Và khi chúng ta đo cho hội viên khách hàng, chúng ta cũng cần phải đảm bảo rằng đo một cách rất là chuyên nghiệp và chính xác. Có rất nhiều các anh chị chúng ta chỉ cầm cái tờ talking boy mỏng dánh, đúng không ạ? Chúng ta đặt ngang như thế này rồi chúng ta đo vô. Còn nhiều người siêu nữa, hội viên khách hàng đứng vô dùng mắt thôi, nhìn thôi là biết người ta cao bao nhiêu, đúng không ạ? Và như thế là nó thiếu cơ sở và không chuyên nghiệp. Đấy, vậy thì một cái kinh nghiệm cá nhân của em các anh chị, thứ nhất là phải kiểm tra thước đo cho nó chính xác. Bởi vì thông số này các anh chị viết ra mà nó sai một cái thôi thì các anh chị đừng có nói chia sẻ kịch bản 15 phút gì hết. Người ta đang 1m56 các anh chị đo ra còn có 1m53 thôi. Người ta mới đo đi kiểm tra sức khỏe định kỳ mới đo 1m56 vô mình đo còn 1m53 là rồi xong rồi đó. Khỏi nói, bạn không chuyên nghiệp ngay từ đầu thì có gì đâu để tôi nghe bạn. Được không các anh chị? Vậy thì các anh chị chúng ta đo phải rất là chính xác. Thứ nhất là các anh chị nếu có thước eke được càng tốt, còn không các anh chị sử dụng những cái vật dụng mà nó có cái cạnh dày như thế này. Và cách đo thì các anh chị chúng ta khi họ đứng sát vào góc tường, các anh chị đặt vuông góc, đúng không? Đừng có đặt ngang như thế này. Cái gì đặt vuông góc chạm vô trên cái phía trên, đúng không? Rồi chúng ta áp sát tường, chúng ta hạ xuống vừa chạm đỉnh đầu, rồi chúng ta mời hội viên khách hàng chúng ta ra, các anh chị lấy cái chỉ số chiều cao là chính xác. Theo em là không có nên đo theo cái kiểu này, không nên đo kiểu này. Người cao thì xỉa xuống, người thấp thì xỉa lên, cho nên nó cũng thiếu độ chính xác. Thì đây là một cái lưu ý thêm trong cái việc cấu trúc cơ thể, thì các thông số chúng ta nó phải chính xác nha các anh chị. Bởi vì em đã có trường hợp thành viên của mình không cẩn thận đo chỉ số lúc đầu không chính xác, lần sau đo lại và không thể giải thích được với khách hàng, thay vì kết quả của ta đang thay đổi rất tốt thì nó lại ngược lại, đúng không ạ? Rồi chúng ta đo thì nó sẽ có chỉ số về cân nặng, đúng không anh chị? Cân nặng rồi các cái chỉ số, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái chỉ số. Đầu tiên, hai cái khoanh tròn đỏ mà các chị nhìn thấy đó chính là phần trăm mở, mở phần trăm, các chị nhìn thấy đúng không ạ? Mở phần trăm. Vậy thì ý nghĩa của chỉ số này là gì? Đây là tỷ lệ mở cơ thể, và nói chính xác là tỷ lệ mở của toàn cơ thể của bạn. Đấy, đúng không ạ? Trên toàn cơ thể của bạn. Các anh chị lưu ý cho em, đây không phải là mở dưới da. Có rất nhiều người chúng ta nhầm và chúng ta nói đây là phần trăm mở dưới da. Dạ không. Trong cơ thể của bạn, ví dụ trong trường hợp này, cơ thể của bạn là 55,4 kg, thì trong đó mở là chiếm 32,4% trên toàn cơ thể của bạn, trên toàn cái trọng lượng cơ thể của bạn, chứ không phải là mỡ dưới da nha các anh chị. Chúng ta phải rất rõ ràng ở đây, cái này là total, là tổng, đúng không ạ? Nó là tổng. Và mỡ cơ thể hợp lý là rất cần thiết để đối với sức khỏe chúng ta, rất nhiều những cái vai trò duy trì thân nhiệt để bảo vệ cơ thể vân vân. Cho nên chúng ta hãy hiểu rằng, chúng ta đều biết rằng ai cũng cần phải có một lượng mỡ phù hợp trong cơ thể. Chứ mỡ không có xấu, nó chỉ xấu khi quá thấp hoặc khi quá cao nha các anh chị. Rồi, và đo cái lượng mỡ cơ thể thì sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát tốt hơn cái tỷ lệ mỡ hợp lý của cơ thể, được không các anh chị? Vậy chúng ta sẽ biết rằng đây là tổng cái lượng mỡ trong cơ thể, nhưng con số mà nó hiện trên phiếu đo đó là con số phần trăm, thì chúng ta cần phải tính ra. Muốn tính được cái khối lượng mỡ thì chúng ta phải lấy cái con số phần trăm này, các chị nhân cho cái cân nặng. Ý nghĩa của nó là chiếm 32,4% trong cái cân nặng này nè, đúng không? Thì các chị lấy con số này nhân 32.4 nhân cho 55.4%. Nếu các chị bấm máy tính thì bấm nút phần trăm bằng
Còn nếu các anh chị bấm đơn giản thì lấy con số này nhân con số này và chia cho 100 thì nó sẽ ra khối lượng mở, được không cả nhà? Rồi, đây cũng là một cái chỉ số rất là quan trọng. Rất nhiều người đang ở một cái xu hướng là cơ thể có lượng mỡ vượt hơn so với mức cần thiết, tức là dư thừa mỡ. Và đó là một sự mất cân bằng. Và bất kỳ một sự mất cân bằng nào đều có thể dẫn đến nguy cơ gì các anh chị? Nguy cơ đổ vỡ trong mặt kép về mặt sức khỏe như vóc dáng thể hình của mình, đúng không các anh chị? Thế nên nếu các hội viên khách hàng của mình mà kiểm tra ra thấy cái tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể này nó vượt quá cái con số tiêu chuẩn thì chúng ta nên có cái sự chia sẻ cho họ để họ hiểu cái thực trạng cơ thể của họ và họ nên có cái mục tiêu để đưa cái chỉ số phần trăm mỡ này về cái vùng hợp lý, vùng cân bằng. Rồi, và cái căn cứ để chúng ta chỉ ra cho các hội viên khách hàng của chúng ta đó chính là bảng tỷ lệ mỡ. Thì trên cái phiếu đo của chúng ta nó có cái bảng tỷ lệ mỡ luôn, đúng không các anh chị? Và khi đó chúng ta sẽ căn cứ theo giới tính, nam thì xem bên cột nam, nữ thì xem bên cột nữ. Các anh chị nhìn có rõ không ạ? Đấy, rồi ở vùng tuổi nào, nó có các cái vùng tuổi và ở đây nó sẽ có các cái mức, đúng không ạ? Lý tưởng tốt, trung bình xấu, được chưa các anh chị? Đó, thì cái này các anh chị sẽ đánh giá xem là tỷ lệ mỡ thực tế của khách hàng của mình nó đang nằm ở cái vùng nào, vùng tốt, vùng lý tưởng, vùng trung bình hay là vùng xấu, để chúng ta có cái hướng, để chúng ta có cái mục tiêu cho hội viên khách hàng của chúng ta bắt đầu hoặc cải thiện, được chưa các anh chị? Và khi chúng ta được hướng dẫn về cái kịch bản 15 phút thì chúng ta sẽ được hướng dẫn kỹ là đối với nam chúng ta sẽ căn cứ ở mức tỷ lệ nào, đối với nữ căn cứ ở mức tỷ lệ nào. Dạ rồi, đối với chỉ số đầu tiên đó là phần trăm mỡ, được chưa các anh chị? Và để tính khối lượng mỡ em đã nói rồi, các chị chỉ lấy phần trăm mỡ và nhân cho cân nặng, ý nghĩa của chỉ số này. Chỉ số thứ hai, cái này em nói rồi đó các anh chị. Ok, một cái chỉ số tiếp theo trên cái phiếu đo của mình đó là cái khoanh tròn đỏ, các chị nhìn ở vị trí này, đó là mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng, ví dụ chỉ số ở đây nó là số 7, đúng không anh chị? Mỡ nội tạng. Vậy thì mỡ nội tạng là gì? Thì chúng ta có thể hình dung một cái hình ảnh này nôm na các anh chị ạ. Đấy là cái lượng mỡ mà nó tập trung sâu ở trong khu vực trung tâm của bụng của mình, trong ổ bụng của mình á, nó bao quanh các cái cơ quan nội tạng, đúng không ạ? Và các anh chị chúng ta cũng cần hiểu rằng đây cũng là một lượng mỡ cần thiết, chứ không phải mỡ nội tạng là hoàn toàn xấu. Mỡ nội tạng là mỡ nó tích, nó bao quanh, nó nằm sâu ở trong ổ bụng, nó cũng có những vai trò chức năng của nó. Và con người ai cũng có cái mỡ này, chứ không phải là mỡ này là hoàn toàn xấu. Nó chỉ xấu khi nó vượt quá mức cần thiết. Và hầu hết, đúng không ạ, những trường hợp những hội viên khách hàng của chúng ta đến với chúng ta khi mà họ đang ở tình trạng thừa cân béo phì thì hầu đa là họ rơi vào cái tình trạng là lượng mỡ trong nội tạng quá nhiều, từ đó nó dẫn đến nhiều các cái nguy cơ về sức khỏe của họ, được không các anh chị? Thì với cái thiết bị máy phân tích cơ thể nó hỗ trợ cho chúng ta trong việc đưa ra các cái mức mỡ nội tạng và chúng ta biết vùng nào là hợp lý, vùng nào là dư thừa, vùng nào là nguy hiểm, được không các anh chị? Và đây ạ, rồi em vừa nói mỡ nội tạng đó là như thế, và hãy đảm bảo là mỡ nội tạng chúng ta ở mức an toàn, được chưa các anh chị? Và mức mỡ nội tạng cao thì nó có thể dẫn đến nguy cơ, rất nhiều nguy cơ về các vấn đề sức khỏe, ví dụ các nguy cơ về các bệnh lý tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường tuyếp 2, vân vân, rất là nhiều những cái hệ lụy của cái việc mà mỡ nội tạng quá nhiều, các anh chị ha. Vậy thì mỡ nội tạng nó sẽ có các cái mức chỉ số, ví dụ như ở đây chỉ số từ 1 đến 4 là lý tưởng, từ 5 đến 8 ổn, 9 đến 11 dấu hiệu bắt đầu mỡ nội tạng cao rồi đó, dư rồi đó, và từ 12 trở lên là xấu, được chưa các anh chị? Vậy thông qua đây chúng ta sẽ giúp cho các khách hàng của chúng ta hoặc là bản thân chúng ta luôn á, chúng ta xem thử đánh giá là chúng ta ở mức nào. Ở đây muốn lưu ý các anh chị, chỉ số này nó là mức, trong tiếng Anh nó là level, chúng ta không nên dùng từ lớp, bởi vì Vũ nghe rất nhiều các anh chị thành viên nói rằng là cô có 8 lớp mở nội tạng, cô có 12 lớp mở nội tạng, thì thực sự Vũ cũng chưa có tìm được cái nguồn truy xuất nào một cách chính thống của hãng, của cái chủ, của cái nơi sản xuất ra cái thiết bị máy quét này,
họ ghi cái từ lớp là cái từ layer hết trơn á, mà Vũ chỉ thấy họ ghi là level, tức là mức, mức chỉ số. Chúng ta mở nội tạng em nghĩ rất khó để chúng ta phân biệt là có mấy lớp, giống như là cây thì bao nhiêu tuổi nó sẽ có một cái vòng vân hay gì gì đó, nhưng mà mở nội tạng thì không có đi theo kiểu cái lớp như thế. Đó là những gì mà em hiểu biết. Còn nếu các anh chị chúng ta có thêm một thông tin nào nó chính thống hơn thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau để chúng ta cùng nhau học hỏi, được không các anh chị? Đây, em chỉ lưu ý là chúng ta cần phát ngôn cho nó chuẩn nhất có thể, đó là các cái level, các cái mức chỉ số mở nội tạng, được không các anh chị? Và trong cái bài kịch bản 15 phút chúng ta sẽ có cách để giúp cho cái trình tự để chúng ta giúp cho các khách hàng của chúng ta họ thấu hiểu về cái tỷ lệ mở cũng như mở nội tạng, đúng không các anh chị? Mở trong cơ thể nó sẽ ở nhiều nơi, ở dưới da, ở trong nội tạng và trong da, đúng không các anh chị? Đấy. Rồi đây là chỉ số mở nội tạng, được chưa cả nhà? Đúng không ạ? Đến đây thì nhà mình có gì thắc mắc không ạ? Chúng ta sẽ đi một lượt rồi để các anh chị có thắc mắc chúng ta sẽ đặt câu hỏi luôn nha các anh chị. Rồi tiếp tục, các anh chị nhìn trên phiếu đo tới cái khoanh tròn tiếp theo, đó chính là lượng xương. Lượng xương đối với thiết bị máy quét phân tích cơ thể nó sẽ hỗ trợ chúng ta đó là lượng định ra được, ước tính được cái lượng xương khoáng, và đơn vị ở đây nó tính bằng kg. Các anh chị lưu ý cho em nhé, lượng xương trên phiếu đo chúng ta không có ghi đơn vị tính là gì, nhưng các anh chị lưu ý đây là đơn vị tính là kg. 2.0 tức là 2 kg, được chưa các anh chị? 2 kg. Rồi đây là ước tính khối lượng xương khoáng trong cơ thể của bạn. Có rất nhiều người thắc mắc là em ơi, chị mua 1 kg xương heo thấy nó có chút xíu rồi mà nó 1 kg rồi, mà sao người của chị cao như thế này mà chỉ có 2 kg? Chị mua 1 kg xương ở ngoài được tí thì tim bỏ trong cái bịch, chị thấy cái này nó không có cái gì đó chị chưa hiểu. Thì chúng ta lưu ý nhé, đây là khối lượng xương khoáng. Còn xương mà chúng ta mua ở ngoài chợ là trong đó nó còn có cả nước, nó còn có cả rất là nhiều những thành phần trong xương tươi. Cái gì hình dung nữa không ạ? Đấy. Và đây nó có một cái bảng chỉ số để chúng ta đánh giá, đúng không? Đối với nữ giới dưới 50 kg thì là 1.95, từ 50 đến 70 là 2.4, trên 70 là 2.95, đối với nam giới dưới 65 kg là 2.66, 65 đến 95 là 3.29 kg, trên 95 kg đó là 3.69 kg. Ok không các anh chị? Rồi, và ở cái chỉ số này khi chúng ta chăm sóc cho khách hàng của mình, thực ra với hầu đa các khách hàng của chúng ta khi đo lên, thông thường chỉ số này nó sẽ thấp hơn so với mức tiêu chuẩn, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Và chúng ta biết rằng hầu rất nhiều, một cái tỷ lệ 70%, trên 70% những người bị loãng xương thì trong đó cứ 10 người thì có 7 người là phụ nữ rồi. Nha các anh chị. Vậy thì đây cũng là một chỉ số em cho rằng rất là ý nghĩa trong việc các anh chị chăm sóc cho khách hàng. Và thực ra việc chúng ta tăng cái chỉ số này lên là rất khó, là rất khó. Một người đang có chỉ số 2.0 mà hy vọng rằng sẽ lên 2.66 là một điều gần như cực kỳ thử thách. Bởi vì chúng ta ở một cái vùng tuổi mà xương của chúng ta chỉ có xu hướng tốt thì là duy trì, hai là mất đi. Còn khả năng tăng lên thì chúng ta đã qua mất cái vùng tuổi để có thể tăng cái lượng khối lượng xương của chúng ta rồi. Nha các anh chị. Đấy. Vậy thì ở đây nó có một vài cái mà chúng ta có thể vận dụng được, em chia sẻ thêm cho các anh chị. Đó là chúng ta giúp cho hội viên khách hàng chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta một ngày nó cần khoảng bao nhiêu đó cái lượng canxi. Ví dụ như là gì ạ? Cần tối thiểu một ngày là 1000mg canxi. Đấy. Nhưng nếu mà chúng ta ăn thấp hơn cái lượng canxi tối thiểu mà cơ thể cần, ví dụ cần 1000 mà chúng ta chỉ nạp được có 500 thôi, hầu đa là chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu canxi mà. Nếu chúng ta cơ thể cần 1000 mà bạn chỉ đáp ứng được 500 thì tức có nghĩa là bạn đang thiếu 500. Và 500mg đó nó sẽ được huy động từ cái ngân hàng dự trữ canxi của cơ thể, đó chính là trong khối xương của bạn. Và hôm nay nó sẽ huy động một chút, ngày mai nó huy động một chút, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm thì cái mật độ canxi trong xương của bạn sẽ giảm xuống. Và khi đó bạn sẽ sao ạ? Xương bạn sẽ xốp hơn, mật độ canxi sẽ giảm xuống, bạn bắt đầu có nguy cơ bị loãng xương. Vì nếu bây giờ bạn chăm sóc sức khỏe chủ động, bạn hãy lưu ý tới việc bổ sung canxi cho cơ thể một cách hợp lý, ví dụ như thế, để cơ thể của bạn nó đủ cái lượng nó tiêu dùng mà nó hạn chế cái việc huy động canxi dự trữ trong xương. Ví dụ như Astracan đó các anh chị, một viên nó là 334mg canxi,
Nếu một ngày chúng ta dùng được 3 viên là nó được khoảng 1000 mg canxi, thì về cơ bản là nó đã đáp ứng được một cái lượng canxi theo nhu cầu khuyến nghị của một người trưởng thành rồi đó, đặc biệt những người mà từ 50 tuổi trở lên. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có cái nguồn bổ sung rất là tuyệt vời. Còn bình thường chúng ta ăn chúng ta rất là khó kiểm soát, được không các anh chị? Đây cũng là một cái thông điệp để chúng ta có thể giúp cho các hội viên khách hàng của chúng ta họ chăm sóc sức khỏe một cách chủ động hơn.